Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Như La Cà. Và hôm nay, Như La Cà rất vui khi lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Sáng hôm nay là sáng ngày 10 tháng 11 năm 2022, quý vị, Như La Cà đang đi trên con đường Trần Quốc Toàn. Bên phía tay phải là khu vực khuôn viên của quán cà phê Xuân Hương với nhà văn hóa. Rồi bên tay trái là hồ Xuân Hương. Đối diện trước mặt quán cà phê Xuân Hương thì người ta hiện nay đang treo triển lãm những cái bức tranh của các cái nhiếp ảnh gia ở tại Đà Lạt. Họ chụp về thành phố Đà Lạt, những cảnh săn mây, những cái công trình kiến trúc cũng như là cuộc sống đời thường ở Đà Lạt để đem đến đây để trưng bày. Chúng ta có thể ghé tới khu vực này để thưởng lãm những cái bức tranh của các cái nhiếp ảnh gia ở Đà Lạt. Rất là đẹp luôn quý vị. Trong đó thì cũng có những cái bức tranh của em Nhân La Cà, đó là nhiếp ảnh gia Nguyễn Hiếu chụp về thành phố Đà Lạt, những cái công trình ở Đà Lạt cũng như là những cái buổi sáng sớm săn mây. Hôm nay Nhân La Cà sẽ đi dạo một vòng các vực trung tâm thành phố Đà Lạt, rồi ghé vào khu hội chợ cũng như là những cái điểm mà người ta đang trang trí bài viện để phục vụ cho festival hoa. Ở khu vực này bên bờ hồ Xuân Hương thì người ta trưng bày những cái bức chân dung của những cô gái, những chàng trai và những em bé nữa của người đồng bào ở khu vực Tây Nguyên vị, với những cánh đồng cà phê, với những ngôi nhà sàn, vân vân. Những bức ảnh này được chụp với cái màu sắc mang hơi hướng của nó, hơi màu nó hơi nâu nâu và nâu sạm quý vị, có nghĩa là cái màu nó trầm, nó thể hiện cái nét chân dung của người đồng bào với cái làn da rám nắng, làn da nâu. Với những bức tranh thì cũng mang rất là nhiều cái sức sống và vẻ đẹp của người đồng bào, những cái nét đẹp của lao động. Ở bên cạnh hồ Xuân Hương thì khu vực này người ta đang làm, nói chung là cũng chưa hoàn thiện quý vị, một cái cung đường để cho các người mẫu sau này người ta trình diễn áo dài phục vụ festival hoa đó quý vị. Người ta sẽ trình diễn áo dài trên cái cung đường này. Thì ở đây thì có những giám khảo, những nhà thiết kế, rồi những ban tổ chức, họ sẽ ngồi ở trên cái dãy ghế này để xem các người mẫu đi qua đi lại ở trên khu vực hồ Xuân Hương. Khu vực này là khu vực người ta cũng không có cho ra đâu quý vị. Lâu lâu chúng ta, người ta thiết kế, người ta làm thì chúng ta có thể ghé ra, tuy nhiên là khu vực này người ta không có cho ra vì nó cũng khá nguy hiểm. Nó nằm ở trên hồ Xuân Hương, mực nước ở khu vực này nó cũng khá là sâu. Và lại đi ra đi lại chụp hình là chúng ta không chú ý sẽ té, cho nên người ta sẽ rào chắn lại để không cho chúng ta ra ngoài để chụp ảnh. Thì toàn bộ các cái khu vực ở tại Đà Lạt hiện nay, khi mà chúng ta đến vào tháng 11 thì chúng ta thấy dường như là không khí festival hoa là nó không có. Người ta chỉ làm những cái căn nhà rồi những cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ thôi, chưa có gì gọi là không khí của festival hoa cả. Rồi những cái công trình hoa, rồi những cái con đường hoa được trang trí, người dân cũng như là các cái làng hoa người ta sẽ đem ra ở các cái cung đường như là đập cầu Ông Đạo, khu Hòa Bình, những con đường Hồ Tùng Mậu, vân vân. Rồi quảng trường Lâm Viên nữa, người ta sẽ đem hoa ra để mà trang trí, làm đẹp cho thành phố vào kỳ festival hoa vào trung tuần tháng 12. Cho nên hiện nay đến thành phố Đà Lạt thì chúng ta sẽ rất là ít gặp những cái cảnh ngoài những cái khu mà Nhân La Cà quay đây. Và một cái tiểu cảnh nho nhỏ là cái dàn nhạc ở ngay bùng binh nước. Cho nên chúng ta tới đây thì chúng ta đang không thấy không khí của festival hoa. Thì lịch trình của festival hoa Nhân La Cà cũng đã cập nhật ở trên kênh của mình là tháng 11 dường như không có cái chương trình gì mà đặc sắc, không có cái gì gọi là sắc sảo để mà
cho du khách tới, tới vì festival hoa quý vị. Cho nên là nhiều người nói là festival hoa mà không có đông, rồi năm nay kể như là tình hình kinh tế này kia các kiểu quý vị. Tuy nhiên không phải vì vấn đề kinh tế. Thực ra thì nhưng là cả cũng xem báo chí, cũng đọc tin tức, cũng xem thời sự, thì ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một số tỉnh thành khác, các công ty thì người ta cũng tiết giảm lao động này kia, rồi công nhân nghỉ việc. Tuy nhiên thì chúng ta nói thẳng một điều là không có ảnh hưởng tới vấn đề du lịch quý vị. Vì chúng ta biết năm 2021 khi mà chúng ta có những cái đợt mà phong tỏa, rồi những cái đợt mà cấm đi lại, giao thương này các kiểu, nói chung là không đi du lịch được, chúng ta phải ở nhà, rồi lao động thì nghỉ việc đồ vân vân. Tuy nhiên sau khi mà bỏ qua cái giai đoạn đó thì nhà nước mở cửa trở lại cho chúng ta đi lại tự do, là đi du lịch vân vân các kiểu. Thì Tết Tây, rồi đến Tết Ta, rồi đến mùa hè vừa rồi, mọi người lên Đà Lạt rất là tấp nập, nói chung là ra đường thì kẹt xe. Thì chúng ta thấy là một năm Covid thiệt hại biết bao nhiêu, nhưng mà nhu cầu du lịch là những đối tượng khác, họ thích đi du lịch, khi mà mở cửa là họ đi du lịch, họ không bị ảnh hưởng nhiều về Covid hoặc là về vấn đề kinh tế. Và tháng 11 này thì chúng ta đến thành phố Đà Lạt là chúng ta không phải đến vì festival hoa, mà chúng ta đến vì chúng ta yêu thành phố Đà Lạt, chúng ta đến vì chúng ta muốn tham quan thành phố Đà Lạt, chúng ta muốn đến các cái khu du lịch, chúng ta muốn check-in Đà Lạt, chúng ta muốn hưởng một cái không khí trong lành ở Đà Lạt, và đơn giản là vì yêu mà đến. Cho nên không phải tất tật mọi người đến thành phố Đà Lạt vào tháng 11 là vì festival hoa. Vì festival hoa tháng 11 có gì đâu quý vị. Đây là những cái cảnh quan mà Như Lạc Hà quay được ở ngay bên cạnh Hồ Xuân Hương. Khu này thì chúng ta có thể tới để thưởng lãm, check-in, chụp ảnh với những cái khu vực này vào dịp này. Nếu mà chúng ta đến du lịch vào Đà Lạt vào tháng 11 thì khu này được trưng bày rất là nhiều, với những cái thiết bị, những cái công cụ lao động, những cái còng, những cái chiên, những cái gùi, những cái trống của người đồng bào họ đem ra đây để trưng bày. Và hiện nay thì cũng vẫn chưa có trưng bày xong. Mọi thứ ở đây thì vẫn còn rất là lộn xộn. Chúng ta thấy nó mọi thứ vẫn còn lộn xộn. Tuy là trưng bày rồi nhưng mà vẫn thấy còn rất là lộn xộn quý vị. Cũng làm hơn một tuần rồi nhưng mà chúng ta thấy thì vẫn chưa đâu vào đâu cả. Cho nên festival hoa thì sẽ diễn ra vào khoảng tầm 12 tháng 12 trở đi cho đến cuối năm. Chứ còn hiện giờ thì chưa có cái gì mà phải vội. Mọi người cũng lao động, mọi người làm việc, không có gì phải vội vàng cả. Đó là vấn đề về festival hoa quý vị. Vì sao tháng 11 festival hoa mà chưa đông? Nói thì festival hoa diễn ra 2 tháng nhưng mà thực ra thì khoảng 15 ngày là chính thức thôi. Từ 15 tháng 12 cho tới hết tháng 12 là chính thức. Lúc đó những cái hoạt động nào là khai mạc festival, bế mạc festival, rồi Giáng sinh, nào là chào đón những cái chương trình chào đón năm mới vân vân các kiểu, rồi trưng bày hoa ra các cái con đường để cho du khách ngắm và chụp ảnh, lúc đó mới là festival hoa quý vị. Còn bây giờ tháng 11 chúng ta đến Đà Lạt thì như là cả nói vì yêu mà đến, không phải là chúng ta đến vì festival hoa, chúng ta không phải đến vì lễ hội. Cho nên những cái ngày cuối tuần tháng 11 thì chúng ta thấy rất là đông du khách đến thành phố Đà Lạt vào những cái ngày cuối tuần. Vì cuối tuần thì mọi người được nghỉ việc, rồi mọi người con cái thì được nghỉ học, cho nên là sẽ sinh viên cũng nghỉ học nữa vào những ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật, cho nên là du lịch nó khá là đông. Thứ hai nữa là kỳ này con em chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ, cho nên là mọi người cũng tập trung để lo cho con em mình
thi học kỳ. Và hội chợ thương mại ở nằm ngay khu vực quảng trường Long Biên quý vị, năm nay là với một cái quy mô rất là to, rất là lớn. Và tối hôm qua thì cũng đã bế mạc và kết thúc. Tuy nhiên tối hôm qua kết thúc là tối ngày 9 tháng 11. Tuy nhiên nhiều cái gian hàng trưng bày thì người ta trưng bày ngày 4, ngày 4, ngày 5, ngày 6 là thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Và qua thứ 2 nhiều gian hàng người ta cũng đã dọn rồi. Vì qua thứ 2, thứ 3 thì cũng ít người tham quan, thưởng lãm. Cho nên là nhiều gian hàng người ta cũng đã dọn từ rất là sớm. Còn lại những cái gian hàng mà buôn bán, chủ yếu là buôn bán các cái sản phẩm này kia thì người ta vẫn còn giữ lại cho tới tối ngày hôm qua. Và sau khi tối ngày hôm qua thì kết thúc thì sáng hôm nay thì chúng ta thấy các cái gian hàng người ta dường như đêm hôm qua người ta đã dọn đi hết rồi quý vị. Còn lại một số các gian hàng người ta rào lại để sáng nay xe tải tới người ta bóc vác lên và di chuyển. Thế là rồi dỡ lều trại nữa là xong. Và sau khi mà người ta dời đi thì ở đây giống như một cái bãi chiến trường quý vị. Rác không là rác. Rồi các cô lao công, những bên bộ phận vệ sinh môi trường, người ta sẽ phải dọn dẹp rất là tất bật để cho làm đẹp cái mỹ quan ở ngay vực quảng trường Lâm Viên. Vì đây là một trong những cái bộ mặt của thành phố, là một nơi mà du khách đến nhìn ngó. Mà chúng ta thấy khi mà dời đi thì rác đến đầy cả đường, rồi cả các cái khu kiosk của người ta buôn bán quý vị. Thực ra nếu mà chúng ta ý thức một tí thì thường khi mà chúng ta dọn đi thì chúng ta ngay cái quầy của chúng ta thì chúng ta dọn, chúng ta gom lại để một góc thì nhìn nó có vẻ văn minh và sạch sẽ hơn. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy là dọn đi là một đống bừa bãi, bao nhiêu thùng xốp, thùng rác tất tần tật để lại, nó làm một cái cảnh mỹ quan khá là xấu. Và xung quanh ở đây cũng có những cái thùng rác thì chúng ta cũng có thể là dọn dẹp để đưa vào thùng rác, hoặc là chúng ta dùng một cái bao xốp lớn gom lại rác và chúng ta để một rác hoặc một góc để cho các cô lao công họ tới họ dọn dễ dàng hơn. Hôm nay có những vị du khách họ ghé vô đây, họ đi ngang qua đây, chúng ta thấy nhìn rất là bề bộn luôn. Cho nên đến với thành phố Đà Lạt thì trong các cái mùa thì mùa từ tháng 11 cho tới tháng 4 là tháng đẹp nhất quý vị. Cho nên những cái tháng từ tháng 11 cho tới tháng 4 năm sau là thời điểm mà không có mưa. Thời điểm này có rất là nhiều các cái loại hoa nở khắp thành phố Đà Lạt. Nào là những dãy hoa hồng, hoa cẩm tú cầu, rồi hoa dạ quỳ. Hiện nay hoa dạ quỳ nở bạc ngàn luôn quý vị. Đi đâu chúng ta cũng thấy dạ quỳ, đi đâu chúng ta cũng thấy các bạn hút check in hoa dạ quỳ. Và trước mặt chúng ta đó là quả cầu thể hiện cái một cái bông hoa dạ quỳ, một cái loại hoa tràn đầy sức sống, một cái loại hoa mà nở vàng rực khắp các cái cung đường ở Đà Lạt hiện nay. Sắp tới cuối tháng 12 thì chúng ta có một cái loại hoa đặc trưng của thành phố, hoa mai anh đào, đó là hoa mai anh đào. Khi mà hoa mai anh đào nở đỏ rực các cái cung đường từ hồ Xuân Hương tới khu vực hồ Tiền Lâm, ra khu vực Xuân Thọ Trại Mát, tới Cầu Đất, rồi lên tận Lang Biang luôn quý vị. Cho nên mùa đó là một trong những mùa rất là đẹp luôn. Thời tiết đẹp, khí hậu se lạnh, cộng với nhiều loại hoa đặc trưng của thành phố được nở. Cho nên tháng 11 du khách đến thành phố Đà Lạt như Nhân Lạc đã nói là không phải vì đến vì festival hoa, và người ta cũng đã biết lịch trình festival hoa tháng 11 không có gì rồi. Người ta nói diễn ra 2 tháng rồi thôi. Chắc có lẽ là đợt tổ chức năm sau hoặc năm sau, đợt sau quý vị, thì người ta cũng không có thể công bố một cái festival hoa mà nó dài như thế vậy đâu quý vị. Cỡ tầm 2 tuần 15 ngày là hết sức rồi. Chứ chúng ta mà dài quá thì thực ra thì đâu có các cái công trình, đâu có các công trình tiểu cảnh, rồi đâu có những cái hoạt động
thường xuyên để diễn ra xuyên suốt 2 tháng rồi vậy. Mỗi cái hoạt động, mỗi cái sự kiện được tổ chức thì người ta phải huy động các cái nhà tài trợ, rồi những nhà tài trợ người ta sẽ tài trợ thì những cái hoạt động đó mới hoạt động được. Mà người ta tài trợ mà khi mà khách du lịch ít á, thì hoặc là người ít thì người ta tài trợ nó không có hiệu quả, cho nên người ta sẽ tài trợ vào đúng cái thời điểm đẹp nhất của festival hoa thôi. Và đến với thành phố Đà Lạt vào mùa này thì chúng ta phải chụp hình với dã quỳ. Nếu mà không chụp hình với những cái bông hoa dã quỳ thì cũng có lỗi với bản thân, cũng có lỗi với chuyến đi của mình đó quý vị. Cho nên ai ai mùa này đến thành phố Đà Lạt cũng mang về những cái bức ảnh, như cũng check in những bức ảnh đưa lên Facebook, Zalo, Instagram, vân vân, với những cái bức ảnh hoa dã quỳ rất đẹp. Những cái điểm hoa dã quỳ Nhân La Cà giới thiệu ở ngay trung tâm thì có những cái cung đường, những cái video Nhân La Cà cũng giới thiệu xuyên suốt từ trung tâm mà ra tới ngoại ô thành phố Đà Lạt. Rồi trên đường cao tốc cũng có, đi khu vực hướng Tà Nung cũng có, đi vào khu vực thác Prem hoặc là Hồ Tuyền Lâm cũng có quý vị. Và đặc biệt đó là sân bay Cam Ly rất gần luôn. Hoặc là chúng ta có thể ngắm với cánh đồng hoa tam giác mạch. Cánh đồng hoa tam giác mạch hiện nay cũng rất là hot. Hoặc đi tham quan các cái nông trại, nào là Chica Farm, nông trại cúng Bobby Farm, rồi những cái farm Lala Farm, rồi tất tần tật những cái farm ở Đà Lạt thì người ta được xây dựng với một cái quy mô rộng rãi, khoảng từ 1 hecta trở lên, cho nên rất là rộng rãi để cho chúng ta đến tham quan du lịch. Và trước mắt chúng ta đó là Hồ Xuân Hương, đập cầu Ông Đạo, cũng như là trước mắt là khu Hòa Bình, vùng Bình Nước. Rồi bên phía tay trái là quán cà phê rất là nổi tiếng với một cái view tuyệt đẹp nhìn ngắm Hồ Xuân Hương cũng như là đập cầu Ông Đạo. Sắp tới đây thì trên cái cung đường, hai bên đường của đập cầu Ông Đạo này sẽ bố trí những cái dãy hoa rực rỡ của những cái làng hoa ở Đà Lạt. Họ mang tới đây để triển lãm, để trưng bày, phục vụ cho festival hoa. Cho nên mai mốt là chúng ta tháng 12, cỡ giữa tháng 12 mà chúng ta đến cái đập cầu Ông Đạo thì chúng ta sẽ thấy bạt ngàn là hoa người ta trưng bày. Rồi ngay vùng Bình Nước này thì hiện nay thì có một cái dàn nhạc, giống như một dàn nhạc giao hưởng từ những người chơi guitar cầm micro để hát, rồi violon, saxophone hoặc là piano tất tần tật, một cái dàn nhạc giao hưởng bên xung quanh cái vùng Bình Nước, vùng Bình Bồ Câu này. Rất nhiều du khách họ ghé tới đây để chụp hình với cái tiểu cảnh này. Cho nên ở ngay trung tâm Đà Lạt thì chỉ có cái tiểu cảnh này là tiểu cảnh duy nhất hiện nay mà mang một cái hơi hướng festival hoa đó vì. Cho nên Nhân La Cà nói là người ta không phải đến tháng 11 này là vì festival hoa đâu, mà vì người ta yêu mến Đà Lạt, yêu mến cái không khí, người ta muốn nghỉ dưỡng, người ta muốn có một cái khoảng thời gian lui tới thành phố Đà Lạt vì người ta quá mến và yêu Đà Lạt mà thôi. Và đây là quang cảnh chợ Đà Lạt quý vị. Chợ Đà Lạt không chỉ là nơi buôn bán mà là cũng là một cái nơi mà tham quan của khách du lịch nữa. Chợ Đà Lạt là nơi mà thể hiện rõ nhất cái lối sống của người Đà Lạt, những cái gì mà người Đà Lạt mang đến cho du khách, từ các cái sản phẩm, hàng hóa cho tới những cái dịch vụ. Nhân La Cà rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Nhân La Cà nhé. Còn bây giờ Nhân La Cà xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.